nơi chia sẻ về cuộc sống tốt đẹp. Đăng Khoa Foods, bữa cơm gia đình đậm đà yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đăng Khoa xin chia sẻ một món ăn rất là quen thuộc của gia đình Việt Nam, đó chính là món mắm kho quẹt. Ở món ăn này chúng ta sử dụng các nguyên liệu như sau: một ít tóp mỡ, một ít hành tím khoảng 2 củ, 2 muỗng tiêu, 3 muỗng đường, 3 muỗng bột ngọt và 3 muỗng mì chính. Muỗng ở đây chúng ta sử dụng muỗng cà phê. Bây giờ chúng ta tiến hành bắt chảo lên trên bếp. Chúng ta bật lửa cho chảo nóng, sau đó cho dầu ăn vào trong. Khi chảo nóng thì chúng ta tiến hành đổ hành tím vào trong để chúng ta phi thơm. Chúng ta đến phi đến khi nào hành tím có mùi thơm là được, không cần phải vàng lắm. Sau khi chúng ta phi và hành tím đã có mùi thơm, nghĩa là hành tím đã chín rồi, chúng ta cho chén nước hàng. Chén nước màu này Đăng Khoa sẽ có một clip chia sẻ riêng để chúng ta làm cái nước màu. Chúng ta kho cá hoặc là kho thịt hoặc là kho mắm, kho quẹt đều được. Chúng ta cho tất cả các nguyên liệu và gia vị mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn vào trong, và khoảng 1/3 chén nước ta cho vào, chúng ta khuấy đều cho nguyên liệu nó tan ra. Nếu mà nước nó cạn quá, nó khô quá để chống cháy thì chúng ta phải cho thêm nước vào. Một phần tư chén nước. Sau đó chúng ta khuấy đều cho tất cả các gia vị nó hòa tan vào nhau. Chúng ta có thể để lửa lớn cũng được. Bắt đầu các nguyên liệu nó tan hết rồi, thì chúng ta tiến hành nêm nếm trở lại, xem thử đã vừa miệng và vừa khẩu vị với gia đình mình chưa. Đối với mắm kho quẹt thì có vị ngọt ngọt, cay cay và mặn mặn. Chúng ta chấm với rau luộc rất ngon. Sau khi mắm đã sôi và chúng ta cho thêm 1/4 nước còn lại và chúng ta tiếp tục khuấy. Khuấy đến khi nào nước kho của chúng ta nó đã trở nên keo hơn là vừa phải thì chúng ta sẽ tiến hành tắt bếp. Bây giờ các bạn cứ khuấy đều để cho cái nguyên liệu nó keo dần. Lúc này thì bắt đầu là mùi nước mắm, mùi gia vị nó đã hòa quyện vào nhau. Ở nồi nước mắm này thì Đăng Khoa sử dụng khoảng 1/3 chén mắm ngon. Chúng ta tiến hành kho và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem thử nước nó đã keo chưa. Khi nước mắm kho nó đã keo rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Sau khi tắt bếp thì chúng ta tiến hành cho phần tóp mỡ chúng ta đã chuẩn bị đổ vào trong nồi nước kho quẹt. Và như vậy là chúng ta đã xong nồi nước kho quẹt. Yêu cầu là kho quẹt chúng ta phải có vị ngọt, vị mặn của mắm và có mùi cay thơm nồng của tiêu hòa với một ít
mùi hành phi chúng ta phi thơm, và vị giòn tan của tóp mỡ sẽ làm cho vị giác của món ăn kích thích hơn. Và chúng ta tiến hành chấm các loại rau củ quả luộc, rau luộc rất là ngon. Đang khó phước, bữa cơm gia đình đậm đà yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, món ăn tiếp theo Đăng Khoa muốn chia sẻ với quý vị đó chính là món rau rừng luộc. Theo như tìm hiểu thì Đăng Khoa được biết đây là có tên là rau lũi hoặc là rau bầu đất. Cái giống này thì bạn Đăng Khoa bảo là lấy giống từ Đắk Lắk, và Đăng Khoa cũng đã search trên Google thì thấy là rất là nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người, đặc biệt là giúp cho những người có bệnh tiểu đường, thanh nhiệt và giải độc, và còn nhiều công dụng khác nữa thì quý vị có thể tìm hiểu ở trên Google. Chúng ta bắt nồi nước lên và chúng ta đun sôi nồi nước, và chúng ta cho một ít muối vào trong nồi và đợi chờ cho nồi nước sôi nhé mọi người. Nước đã sôi, chúng ta cũng chuẩn bị cho một thau nước đá để chuẩn bị cái món luộc rau. Nước sôi rồi thì bây giờ chúng ta thả rau vào trong nồi nước sôi. Rồi nước sôi xong chúng ta vớt rau ra chậu nước đá lạnh. Sau khi trụng vào nước đá lạnh thì chúng ta lại tiến hành vớt thả vào trong nồi nước sôi trở lại lần nữa. Rồi sau khi nước sôi trở lại thì chúng ta lại vớt ra thả vào chậu nước đá lạnh một lần nữa. Sau khi vớt vào trong trụng vào trong đá lạnh thì bây giờ chúng ta sẽ vớt rau ra. Vì ánh sáng này hơi tối nhưng thật sự là rau rất là tươi xanh. Chúng ta nhìn trong thiếu ánh sáng nên là rau mình thấy nó hơi đen, nhưng thật sự là do là bóng tối nên là chúng ta thấy nó hơi đen vậy thôi, chứ thực tế thì Khoa thấy rất là xanh và tươi. Bây giờ chúng ta sẽ banh ra cho rau nó ráo nước. Và đây là hậu quả, xin lỗi, là kết quả của sự nông nổi. Một sự nông nổi của tuổi trẻ, chỉ vì muốn ăn ngon mà phải lăn vào bếp